Thủ tướng Mã Lai gặp Chủ tịch Trung Cộng, tin từ Bắc Kinh. Thủ tướng Mã Lai, ông Najib Khajat, hôm nay đã nói với Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, rằng mối quan hệ song phương giữa hai nước sẽ chịu được những thách thức do thảm họa máy bay MH370 bị mất tích gây ra. Ông Najib và ông Tập Cận Bình đã bắt tay nhau tại nhà tiếp khách Diao Yu Tai trước khi ngồi vào một cuộc họp, nơi ông Najib đã bảo đảm là chính phủ Mã Lai sẽ làm hết sức mình để tìm câu trả lời cho những gì đã xảy ra với máy bay MH370. Hôm qua, trong cuộc gặp mặt với Thủ tướng Lý Khắc Cường, ông Najib đã bày tỏ lời chia buồn đến các gia đình của các nạn nhân trên chiếc máy bay bị mất tích, mà 2/3 hành khách là người Trung Quốc. Ông Lý Khắc Cường đã thúc giục ông Najib thiết lập một kế hoạch mới để tìm kiếm máy bay MH370. Thủ tướng Trung Quốc cũng đã nói, chuyến thăm của ông Najib đến Trung Quốc lần này không đơn thuần là kỷ niệm 40 năm mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước, mà còn giúp định hướng mối quan hệ giữa hai quốc gia trong tương lai.